Lâu lắm rồi mới được đi học, vui quá mẹ. Ừ, tao nhắm chán quá mà chả biết làm gì cả. May mà được đi học rồi nhá. Mà đi học nhảy rồi mà thầy cô không phát cho cái thời khóa biểu nhỉ? Không biết học môn gì. À ừ nhỉ, tao mông lung quá, chả biết môn tiếp theo là học môn gì cả. À, mà tao nghe nói sắp có môn học mới đấy mẹ. Ừ, thế á? Thế thì phải thú vị lắm nhở? Ui, sao màu lớn quá mày ơi. Thế này lạ thế nhở? Chưa gặp bao giờ. Mà thế này ăn mặc cứ lạ lạ nhở? Xin được chào đón tất cả các em đã đến với lớp học của tôi. Đó chính là lớp học TikTok. Hả? Cái gì? Lớp học TikTok á? Sao lại còn có cả lớp học TikTok vậy? Thế thì các em lại không biết rồi. TikTok bây giờ nó đang xâm chiếm thị trường Việt Nam một cách cực kỳ là kinh khủng. Từ Bắc Trung Nam, già trẻ lớn bé, ai cũng xem TikTok hết rồi. TikTok quan trọng thế? Quan trọng đến mức nào? Nắm bắt được cái tình hình như vậy thì nhà trường đã bổ sung một lớp học TikTok xen kẽ vào các ngày trong tuần để các em có thể là được học tập những cái văn hóa TikTok, các em hiểu không? Để làm hành trang cho các em trong những cái cuộc sống sau này. Ok? Ta có thấy sai sai nào? Thôi, cứ học thử đi, biết đâu nó có ích. Thôi, muộn rồi. Bây giờ nha, tôi đề nghị tất cả các em đứng lên. Trước khi vào học, các em bật hết chế độ máy bay lên để chúng ta tập trung học, ok chưa? Ơ kìa, mấy cậu này, cậu làm gì đấy? Dạ, lấy máy làm gì? Thầy bảo bật chế độ máy bay để tập trung học gì nữa. Ui giời ơi, không, không phải là bật chế độ máy bay lên. Hả? Mà là bật chế độ bay lên, hiểu chưa? Cái gì? Bật chế độ bay lên á? Bật chế độ bay lên. Hả? Bật chế độ bay lên. 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 Trời ơi, cái quân quê gì vậy mà? Đấy, cái lớp học TikTok nó là như thế đấy. Tôi sẽ dạy cho các em những cái kỹ năng mà văn hóa TikTok sau này sẽ cần. Những cái thuật ngữ mà khi nào các em nghe thấy là các em biết là mình sẽ phải làm gì luôn. Các em hiểu không? Nhiều khi mình tè hiểu được. Thôi, các em ngồi xuống đi. Ôi, ấy. Các em làm gì đấy? Thầy vừa bảo bọn em ngồi xuống xong mà. Không, không phải ngồi kiểu đấy. Đây là lớp học TikTok cơ mà. Dạ, thế ngồi kiểu gì mới đúng ạ? À, tôi làm mẫu một lần thôi nhá. Nhìn cho kỹ đây này. Hả? Thầy ơi, em thấy cái bộ môn này nó cứ thế nào ấy thầy ạ? Ừ hay, mà cái cậu này như thế nào nhỉ? Chán các cậu quá đấy. Thôi lướt đi. Dạ vâng ạ, thế thì bọn em xin phép được ra ngoài ạ. Ok ạ. Các cậu đi đâu đấy? Thầy vừa bảo bọn em lướt đi xong mà. Thầy vừa bảo mà. Ý tôi không phải là lướt kiểu đấy. Lướt kiểu gì? Lướt trên mặt nước tao như cơn sóng. Em có cao và xéo khi này kỳ của tao đang phóng. Kể từ khi tao bắt đầu rap không mày nào của tao không nóng. Trời ơi, cái quần què dĩ dây ba. Thôi, để thay đổi không khí tí thì thầy trò mình tập thể dục nhá. Sao lại đang học lại tập thể dục? Môn này buồn cười thế nhở? Thôi bây giờ cả lớp không đều cho thầy xem nào. Nào. Rồi, nào không đi. Nào thì lắc mông, nào đếm nhá. Nào 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ơ kìa. Các em làm gì đấy? Sợi lắc không kiểu đấy? Tập thể dục lắc không này, đúng rồi thầy. Đấy là trong giờ thể dục. Còn đây là giờ tóc tóc thì nó phải khác.
dạ, thế bây giờ thì còn kiểu lắc gì khác nữa ạ? Thầy ơi, 5, 6. Em cả lúc em cảm thấy cái môn học này nó kiểu sao ấy. Hay là thầy cho em học với cái môn toán lý hóa bình thường đi có được không ạ? Thôi từ từ nào, các em bình tĩnh đã. Nãy giờ thì cũng học nhiều rồi. Bây giờ để giải tỏa cái không khí căng thẳng này thì thầy sẽ hát tặng em một bài có được không? Hả? Hát là nào? Được quá nhỉ? Thầy hay thế nhỉ? Hay ạ. Thầy ơi, thầy cho bọn em xin tên với lại khoa của thầy được không ạ? Trời ơi. Anh không cho đâu. Khóc nghe, anh đừng đi, anh không em. Thầy ơi, coi như là em xin thầy đấy. Thầy cho bọn em học bình thường có được không ạ? Xem ra các em đã quá coi thường cái bộ môn này rồi. Nói cho các em biết, TikTok đang trên đà phát triển. Và với cái đà này ấy, thì TikTok sẽ trở thành văn hóa và lối sống của chúng ta. Đến lúc đấy nhá, làm gì cũng liên quan đến TikTok. Các em mà không theo kịp cái xu thế đấy thì chắc chắn là các em sẽ bị cho ra rìa của xã hội. Các em biết chưa? Không lẽ nào cái bộ môn TikTok này có quan trọng như vậy sao? Tôi hỏi các em, thế các em có muốn đi trước một bước đến tương lai hay không? Có! Được! Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng đu trên TikTok! One eternity later. Nào! Bật chế độ bay lên! Bật chế độ bay lên, bay lên, bật chế độ bay lên. Bật chế độ bay lên, bay lên, bật chế độ bay lên. Tập thể dục! Lắc đều không? Lên đồ! Đồng chí tờ linh, lên đồ. Nào, ngồi xuống. Tuyệt vời. Tôi không ngờ là chỉ trong có vài phút học thôi mà các em có thể tiếp thu nhanh đến như vậy. Tôi chưa từng gặp những cái học sinh nào mà nó xuất sắc như thế này cả. Tôi rất tự hào với các em. Trong tương lai, các em chắc chắn sẽ trở thành những công dân văn hóa gương mẫu của cái xã hội này. Yes. Yes. Ôi, xin lỗi cả lớp nhá. Tiết học toán các con hôm nay bị giờ lịch nên là giờ thầy mới đến được. Hả? Ô, anh là ai? Sao lại có mặt trong lớp tôi? Tôi hóa ra tôi là thầy giáo giả mạo à? Thì ra nãy giờ là lớp học TikTok chỉ là trò đùa à? Đi ra khỏi lớp tôi đi, đừng để tôi phải gọi bảo vệ đi. Chả yêu em. Vãi cả lưng. Chả em ạ. Chả quan tâm đến em. Chả yêu em. Đừng quên ghé qua Pink Store để xem những cái mẫu áo mới nhất của chúng mình nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Những lời đàm tiếu qua loa linh tinh không thể cản bước được anh em subscribe cho kênh của Pink Lê nhá.